Xin mời mọi người nhé, ăn tô mì rau với mình. Đầu tiên là mình vắt chanh vào nè. Mình cho một tí nước sốt Sam Giang vào nhé, cho nó cay cay, ăn cho nó tê. Xin mời. Ngon quá. Đúng là cao lương mỹ vị cũng không qua được mì gói. Ngon. Sốt nấm kim. Xin mời nha. Có mấy miếng thịt bò ở dưới đó mọi người, sẽ mời nó lên. Chắc không ai mà múc bang mà nghèo nàn như mình đâu phải không mọi người. Nhưng bình thường mình ăn như vậy đó mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình sẽ tắt video và ăn tiếp. Mình muốn bật quạt lên để ăn vì quá nóng mọi người ạ.